Big Bang, hành trình 14 năm từ những kẻ lập dị đến tường thành vĩnh cửu. Theo dõi kênh Chú Đọc Truyện trên Lotus để xem được video sớm nhất nhé. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nào. Big Bang là một nhóm nhạc nam thuộc IG Entertainment gồm 5 thành viên G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và cựu thành viên Seungri. Ngày 19 tháng 8 năm 2006, đánh dấu sự ra mắt chính thức của nam chàng trai hứa hẹn tạo nên cú nổ lớn trong nền âm nhạc Hàn Quốc. Kể từ khi debut, Big Bang vốn không được đánh giá cao bởi phong cách có phần quái dị ở thời điểm đó. Tuy nhiên, chính tài năng và sự nỗ lực của 5 thành viên đã khiến Big Bang thực sự trở thành một tượng đài, bức tường thành khó sơ đổ của K-pop thế hệ 2. Khi còn là thực tập sinh ở IG Entertainment, mỗi thành viên của Big Bang đều đã có sự nổi tiếng và những thành công nhất định trong ngành công nghiệp giải trí. Nhóm trưởng G-Dragon và giọng hát chính Taeyang được đào tạo tại YG Entertainment từ khi cả hai chỉ mới 12 tuổi với nghệ danh là GD và YB. Thành viên T.O.P vốn là một rapper tiếng tăm trong giới underground với nghệ danh Tempo. Anh được G-Dragon liên lạc và mời đi thử giọng sau khi GD được YG Entertainment nhắm đến để tham gia dự án một nhóm nhạc nam. Seungri xuất hiện lần đầu trong chương trình truyền hình thực tế Let's Go Play, Mnet Battle Singwa. Trong đó nhóm nhạc thần tượng Singwa tìm kiếm thành viên cho Singwa thế hệ thứ hai. Đội hình ban đầu của Big Bang gồm 6 thành viên, nhưng trước khi nhóm chính thức ra mắt, thành viên SO1, nghệ danh của Jang Hyun-seung, nhóm BTS, bị loại khỏi đội hình. Big Bang được biết đến lần đầu tiên qua những tập phim tài liệu được công chiếu năm 2006 với tựa đề The Big Bang Documentary. Big Bang chính thức ra mắt trong chương trình hòa nhạc kỷ niệm 10 năm YG Family ngày 19 tháng 8 năm 2006. Phong cách âm nhạc của nhóm những ngày đầu phần lớn là hip hop kèm theo chút âm hưởng R&B. Khi đó Big Bang không quá nổi bật và thậm chí còn bị chê bai bởi phong cách thời trang lẫn âm nhạc có phần dị biệt so với những nhóm nhạc cùng thời. Vì vậy, họ liên tiếp phát hành những chuỗi đĩa đơn và mini album nhưng chỉ đạt được những thành tích khá khiêm tốn. Cho đến năm 2008, Big Bang mới thực sự bùng nổ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió nhờ vào ca khúc Lies thuộc mini album đầu tiên Always. Bài hát trở thành cú đột phá đầu tiên của nhóm khi vươn đến ngôi vị dẫn đầu của nhiều bảng xếp hạng uy tín trong nhiều tháng liền. Đây là một trong những bản hit thành công nhất lịch sử âm nhạc Hàn Quốc với doanh số tiêu thụ trên 4,5 triệu bản. Lies đã giúp Big Bang có những đầy sang danh giá đầu tiên trong sự nghiệp tại các lễ trao giải lớn như Seoul Music Awards, Mnet KM Music Festivals sau một năm ra mắt. Đây được coi là bước thay đổi về phong cách âm nhạc khi thử nghiệm dòng nhạc điện tử để thu hút nhiều người hâm mộ hơn với hướng đi mới. Lies đã đưa Big Bang lên một trong những nhóm nhạc số 1 tại Hàn Quốc. Đồng thời, Always cũng góp phần đặt mở ra xu hướng sử dụng dòng nhạc điện tử về sau này. Những mini album tiếp theo của họ là Hot Issue và Stand Up tiếp tục củng cố ngôi vương của họ trong số những nhóm nhạc hip hop hàng đầu tại xứ sở Kim Chi. Ca khúc Last Farewell không chỉ giúp Big Bang giữ vững vị trí đầu bảng mà còn giúp nhóm vượt mặt các đối thủ rất mạnh như Wonder Girls và FT Islands. Đặc biệt, thời hoàng kim của Big Bang còn có sự xuất hiện của Haru Haru, một bài hát làm nên tên tuổi và thương hiệu của nhóm. Nếu như Lies được mệnh danh là khúc thánh ca của VIP thì Haru Haru lại là một phần biểu tượng của nền âm nhạc K-pop thế hệ 2. Sau những thành công đạt được tại quê nhà, Big Bang đã có bước nhật tiến đầu tiên với album For The World. Dù không được quảng bá rầm rộ như For The World, ngay khi phát hành đã lọt top Oricon, bảng xếp hạng hàng đầu tại Nhật. Họ còn vinh dự được tổ chức một buổi hòa nhạc tại JCB Hall, Tokyo Dome City và để lại dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường Nhật Bản. Cuối năm 2008, cái tên Big Bang lần thứ hai được xướng tên ở hạng mục nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải Mnet KM Music Festival Awards. Khi ấy doanh thu của nhóm vào khoảng 36 tỷ won, tương đương 24,5 triệu đô la Mỹ. Đầu năm 2009, Big Bang tạm ngưng hoạt động để các thành viên dành thời gian cho các hoạt động solo. Bên cạnh những thành công ngoài sức tưởng tượng tại thị trường Nhật Bản, các thành viên cũng tạo nên những tiếng vang riêng với hoạt động độc lập. Trong khi GD và Taeyang cùng ra mắt sản phẩm solo gồm Heartbreaker và Where You At, Wedding Dress, T.O.P lại lên sân diễn xuất với vai sát thủ Vic của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Iris. Bên cạnh đó, họ cũng có những hoạt động song ca trong nhóm như bộ đôi GD và T.O.P hay mini album đầu tay V-VIP của Seungri. Ngoài ra, Daesung và Seungri cũng tìm được niềm cảm hứng mới cho riêng mình trong các lĩnh vực đóng kịch và dẫn chương trình.
Sau 2 năm vắng bóng tại sân chơi K-pop, Big Bang trở lại vào năm 2011 với album Tonight và chứng tỏ sức hút mãnh liệt không hề suy giảm. Album nhận được nhiều phản hồi tích cực khi Choi Jun của AJE khen ngợi hướng đi mới trong âm nhạc của nhóm. Sau 2 năm vắng bóng, phong cách và khả năng cảm thụ âm nhạc của nhóm đã trở nên sâu sắc hơn. Cuối năm 2011, Big Bang đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương tham dự giải thưởng âm nhạc MTV Europe Music Awards và giành chiến thắng ở hạng mục Best Worldwide Act nhờ 58 triệu lượt phiếu bầu của người hâm mộ. Sự nổi tiếng của nhóm còn đưa họ tới với vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Billboard Social 50 cũng như sự xuất hiện trên nhiều tạp chí đình đám như Time, Billboard, nơi độ phủ sóng của Big Bang được đưa lên tầm quốc tế. Cũng trong năm 2012, Big Bang chính thức khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên mang tên Big Bang Alive Galaxy Tour. Chuyến lưu diễn qua 4 châu lục gồm châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu đã thu hút 800.000 người hâm mộ trên toàn thế giới. Qua đó, người hâm mộ thế giới được biết đến một Big Bang với sự giàn dựng sân khấu hoành tráng cộng với vũ đạo, trang phục và đạo cụ phức tạp. The New York Times miêu tả buổi biểu diễn của Big Bang tại New Jersey là trái tim hoang dại đích thực của K-pop. So với các nghệ sĩ như Justin Bieber và One Direction, khả năng trình diễn của Big Bang được đánh giá là có những góc cạnh sinh động hơn, âm thanh sôi động hơn và vũ đạo sắc nét hơn. Khép lại tour diễn quốc tế đầu tiên đầy mỹ mãn, Big Bang tiếp tục giữ vững phong độ với những thành tích quốc tế liên tục được cải thiện. Những thành tích và lợi nhuận mà nhóm nam huyền thoại nhà YG đem về khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục. Trong 2 năm 2013 và 2014, các thành viên dừng hoạt động nhóm để tập trung vào các hoạt động cá nhân. Các thành viên Big Bang cũng tìm cho riêng họ những phong cách khác nhau khi hoạt động solo, tạo nên sự đa dạng với người hâm mộ. Vào năm 2015, Big Bang ra mắt 4 mini-album M.A.D.E. nhằm mở đường cho album Made. Trước đó, các đĩa đơn dự án trong album sẽ được phát hành vào ngày đầu tiên của mỗi tháng và nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ. Các bài hát trong các đĩa đơn giúp Big Bang mang về nhiều thành công về thương mại như các vị trí top đầu tiên trên World Digital Songs của Billboard trong thời gian dài. Ở thị trường Trung Quốc, các ca khúc cũng lần lượt dàn hàng trên đầu bảng xếp hạng QQ Music, cổng âm nhạc hàng đầu tại đây. Đặc biệt, Made World Tour là lưu diễn sắc nhập kỷ lục thu hút nhiều khán giả đến xem nhất trong lịch sử K-pop với hơn 1,5 triệu lượt khán giả. Chuyến lưu diễn cũng mang về cho Big Bang doanh thu khổng lồ 124 triệu đô la Mỹ, tương đương 2,8 nghìn tỷ đồng. Năm 2018, nhóm xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness Thế giới 2018 khi giành được đến 5 đây sang tại Mama. Big Bang được vinh danh trong hạng mục bài hát của năm 2 lần và 3 lần nhận danh hiệu nghệ sĩ của năm. Từ những chương trình âm nhạc hàng tuần cho đến những lễ trao giải danh giá, Big Bang đều đạt được những kỷ lục mà nhóm nhạc K-pop nào cũng ao ước. Số giải thưởng mà nhóm có được kể từ khi ra mắt vượt mốc 110 giải, trong đó Day Sang, Bon Sang tại nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Không chỉ là một tượng đài âm nhạc, Big Bang còn là một biểu tượng cho văn hóa Hàn Quốc và góp phần mở đường cho K-pop tới gần hơn với nền âm nhạc toàn cầu. Sau khi nhóm giành chiến thắng tại MTV Europe Music Award cho hạng mục Best Worldwide Act, trên YouTube xuất hiện riêng một kênh để tôn vinh sự thành công của K-pop. The Guardian của Anh ví tầm quan trọng của chiến thắng này như ánh sáng soi đường cho sự đi lên của âm nhạc Hàn Quốc tại châu Âu. Ảnh hưởng của riêng Big Bang vừa ra ngoài nền công nghiệp âm nhạc, tạo ra những xu hướng lớn trong ngành thời trang. Phong cách của họ được biết đến với tên gọi thời trang Big Bang và được quan tâm trên toàn châu Á. Tuy nhiên, vào năm 2019, tranh cãi của Seungri là giọt nước tràn ly cho những bê bối trước của nhóm. Việc nam ca sĩ rời nhóm để bảo vệ danh dự cho Big Bang đã trở thành một dấu lặng cho bản nhạc huyền thoại đã cất lên suốt 13 năm không ngơi nghỉ. 14 năm qua, năm thành viên Big Bang đã thực sự nỗ lực vượt qua chông gai để gặt hái được những thành tựu hàng đầu K-pop. Trước búa rìu dư luận, tất cả đã cùng nhau vượt qua để tạo nên một cái tên Big Bang trọn vẹn với những kỷ lục tường thành khó sô đổ. Dù bạn là VIP hay không, thì chúng ta đều phải công nhận rằng Big Bang xứng được coi là huyền thoại của âm nhạc Hàn Quốc. Hãy chia sẻ nếu bạn đồng ý với điều đó nhé. Ngoài ra đừng quên like, subscribe, follow các kênh của Chú Đọc Truyện trên Lotus, Facebook và YouTube nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo cùng với giọng đọc của Chú Đọc Truyện.